Chào mừng các bạn đến với kênh Tu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Và tôi cũng cái chia sẻ cái công việc hàng ngày với các bạn trên tinh thần vui là chính các bạn ha. Rồi, hôm nay thì mình sẽ sang chậu và cũng sang chậu tỉa thót cho cây thôi. Trước mặt của các bạn, đây là cái cây... cây này là cây rất là quen thuộc luôn. Cây này cây linh sam song hình siêu bông. Dưới cái dòng cây này đó các bạn, nó rất là dễ trồng, nhưng mà khi mà các bạn mà nuôi nó để được trong cái chậu mà cái phun cây mà nó được như thế này thì cây này mất cái quá trình đào tạo, nó cũng phải tốn 5 năm rồi các bạn. Đây nè, tôi trồng nó từ cái cây nhỏ xíu đây, từ cái hộp tôi trồng, mới ương nó lên. Rồi khi mà mình trồng lên các bạn, tôi cứ để vậy. Nhiều lúc mình cứ nuôi trước đi, đồng thời mình nuôi trước một cây đi, mình cứ để đó, xong rồi khi nào mình có một cái ý tưởng gì từ từ mình tạo dáng cho nó. Thì tạo dáng cho nó, các bạn trồng thì các bạn muốn cho cái gốc cây nó bự nó to thì các bạn cứ cắt ngọn nhiều lần thì cây nó sẽ to cái gốc. Dưới cái gốc này á là do là em mày được đào tạo từ nhỏ, được đào tạo ở trong chậu, thành ra là cái vấn đề nó phát triển cái tiết diện rộng của nó, cái gốc của nó rất là chậm, các bạn thấy không, chậm lắm các bạn. Rồi nếu mà các bạn mà trồng thả đất cho nó lên, khi mà cái gốc nó bự rồi á, gốc bự rồi bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta sạc ngọn, chúng ta đem vô. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chơi những cái dòng cây như thế á, thì nó cũng có cái nhược điểm rằng cái gốc của nó to, nhưng mà khi mà chúng ta bướng đem vô chậu á, thì nó sẽ để lại một cái sẹo, có những cái sẹo nó khó lành và những cái sẹo lớn thì hầu như nó không lành luôn. Thành ra là khi mà chơi cây nhỏ á, thì nó cũng có cái nó cũng có ưu khuyết điểm của từ những cái dạng cây nếu mà chúng ta nuôi nó từ bé á. Như cây này các bạn, đây các bạn thấy không, khi mà đào tạo nuôi từ bé thì cái nhánh đó, các bạn nhìn không nè, đâu còn sẹo gì đâu, tại vì tôi đào tạo nó từ nhỏ, tôi ép từ nhỏ. Những cái cây mà các bạn mà cắt nhánh từ nhỏ đó thì cái sẹo nó khoảng chừng năm là nó liền sẹo liền à. Còn những cái cây mà cái sẹo chà bá, cái sẹo bằng 2-3 ngón tay thì nó rất là lâu các bạn. Có những cây thì cái sẹo nó lâu liền sẹo, cho dù các bạn có thuốc gì các bạn sức vô cũng vậy. Còn có những cái loại cây thì nó hầu như là không liền sẹo được. Giống như là các bạn mà nếu mà chơi dòng cây tùng á, cây kim quýt đồ á, mấy cây đó nó hầu như là bưởi quế á, những cái dòng cây đó nó khó liền lắm, hầu như là nó những cái sẹo lớn á, những cái sẹo mà bằng khoảng từ cái trứng vịt trở lên đó là thôi rồi, là nuôi miệt mài xương gió luôn các bạn. Khi mà cái dòng cây này tôi cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi. Đây là một cái dòng cây nó có bông đẹp, và đồng thời cái kiểu dáng của cây á, chúng ta có thể chế tác thành những cái kiểu dáng mà mình thích, là nói chung là nó rất là dễ luôn. Bây giờ khi mà trồng vô một cái chậu á, do một cái diện tích của trong cái chậu nó hẹp thì các bạn phải thường xuyên các bạn thay đất cho nó. Nói cái từ thường xuyên chứ thật ra mỗi một năm thì các bạn chỉ cần dỡ lên thay đất một lần là đủ rồi. Thay đất ta tỉa rễ, thì tôi đang làm bông cho cây này và đồng thời tôi cũng sẽ thay đất, xong mà tôi chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn nào mà chưa có nắm được cái vấn đề mà cái kỹ thuật mình thay đất cho cây để tránh trường hợp cây mất sức thì qua cái clip này tôi hy vọng rằng nó sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu của những các bạn mà mới bắt đầu bước vô chơi cây kiểng. Thật ra tôi chia sẻ là toàn là những cái kiến thức phổ thông thôi, những cái bước đi chập chững bước vào cái nghề chơi, chứ còn chuyên sâu thì từ từ các bạn sẽ học hỏi hoặc đi đến trường lớp. Tôi chỉ biết nhiều đó, biết có sao thì chia sẻ vậy thôi. Đây là nếu mà chúng ta chơi cái dáng chúng ta tạo co lắc thì ngay từ nhỏ các bạn đi dây kẽm, các bạn uống lắc lượng trước đi, bởi vì cái gốc của nó các bạn trồng thời gian nó cứng lắm, các bạn không uống được. Thành ra khi mà đào tạo những cái gốc mà nó lắc như thế này thì người ta đào tạo ngay từ nhỏ. Còn tôi hiện tại giờ tôi cũng đang nuôi cây này, nuôi từ từ để coi theo thời gian mình coi cái thế nào nó phù hợp thì mình tạo dáng cho nó, chứ tôi cũng chưa biết tạo dáng gì. Thôi bây giờ tôi lấy cây này lên ha, lấy cây này ra, dụng cụ hành nghề của tôi nè. Okay, các bạn, này là cái lưỡi lê đó. Cái lưỡi lê nằm trên cây súng đó. Và kỷ niệm của một người bạn đi chiến trường Campuchia về tặng tôi.
Nè, tôi làm thành con dao. Làm thành con dao để mình tỉa kiểng. Khi mà các bạn bứng cây lấy cây kiểng từ ở trong chậu ra thì chúng ta dùng cái mũi dao nhọn hay một cái vật gì nhọn nhọn cũng được. Và chúng ta xoay xoay xung quanh cái thành chậu như thế này các bạn. Xoay xoay là mục đích ta xoay như thế này để cho nó uốn cái rễ, tại vì qua thời gian các bạn trồng cái rễ nó bám chặt vô xung quanh cái thành chậu rồi. Nếu mà các bạn mà không có tách cái rễ ra khỏi chậu thì các bạn lấy cây ra rất là khó. Còn nếu mà bạn nào mà sộp nữa, sang xịn nữa thì xịn sò nữa thì các bạn đập cái chậu đi. Đập cái chậu, đưa cái chậu mới vô đơn giản đó. Còn mình đó, mình thì mình tận dụng được cái, mình làm như thế này là mình tận dụng được cái chậu đó. Các bạn thấy không? Nè, rễ nó rất là nhiều rồi các bạn. Rễ nó bám rất là nhiều rồi. Chậu này hồi đó tôi mua cũng như là 250, 300 gì đó các bạn, mua lâu rồi đó. Thì cái chỗ bán chậu tượng này nhiều bạn hỏi tôi lắm, tôi cũng comment tôi trả lời đó. Nó nằm ngay cái góc đường mà Phan Nguy Ích với Trường Chinh của quận Tân Bình đó, đối diện với hãng mì Vi Phong đó. Nếu mà các bạn mà đi mà từ cái hướng ngã tư Bãi Hiền, trung tâm Sài Gòn, các bạn đổ về Hóc Môn thì nó nằm bên tay phải. Đứng đó thấy liền à, đối diện hãng mì Vi Phong dưới chân cầu Thâm Lương. Còn nếu mà các bạn mà đi mà từ hướng là trên Hóc Môn á, các bạn đi vô trung tâm thành phố á, thì nó sẽ nằm bên tay trái bằng qua cầu Thâm Lương là tới ha. Nó cũng dễ tìm, nhưng mà cái bà đó bà bán giá hơi chát rồi nha. Bạn nào mà máu me nhiều lắm mới mua. Tôi á, nhiều lúc á, tôi tại vì có mình bả bán chậu đó kiểu chậu đó còn cái chỗ khác nó nhẹ nhẹ thôi, nói chuyện với bà tôi chọt rụng nhỏ luôn. Nó không có, thành ra bạn chắc bả biết được cái lợi thế của bả đó bạn. Biết được lợi thế của bả, khu vực đó có mình bả làm chùm, thành ra bả bán giá hơi chát. Mà nói cho ngay thì những cái chậu này bả bán mình cũng biết chứ, cũng thuộc loại cái chậu loại 2, loại 3 đó các bạn. Bởi vì chậu này mà nếu mà hàng VIP, hàng xuất khẩu thì chậu cái giá nó mắc lắm các bạn ơi. Dành cho đại gia thôi. Chứ như tôi chơi mà cái chậu mà hàng loại 1, chắc mình hàng loại 1, hàng chuẩn đó chứ không. Các bạn thấy không? Cái rễ nó đã ăn chặt ở đây rồi. Nếu mà tôi không dở nữa thì sau một thời gian thì chắc có lẽ nó sẽ làm hư cái chậu này. Hư cái chậu âm tượng này. Giờ bởi vậy các bạn nuôi trong chậu chú ý ha. Chứ ít nhất là mỗi một năm các bạn phải dở lên. Nói chung là cái cây các bạn, cây linh sam này nè, nó rễ nhiều lắm. Nó cứ sáng cho nó đứt rễ đi. Tại vì cái rễ của thằng bé nè các bạn, tại vì cái chậu này nè nó rỗng ruột ở phía trong á, nó rỗng ruột xuống tới đây luôn, thành ra khi mà rễ nó chèn xuống đây nè. Giờ mình đổ đất rồi ra đi. Đổ đất rồi ra, vô đất mới cho cây nó tốt. Rễ nó ăn sâu rồi ha, các bạn thấy không? Nè, rễ nó ăn sâu vô trong cái lồng chậu nè. Bóc rễ ra. Bóc ra cũng được, không bóc cũng được. Mình không bóc rễ này ra thì nó, các bạn biết không, nó sẽ thời gian nó quay mục á, nó thành phân thôi. Rồi, nè các bạn, chậu ha. Rồi, bóc ra rồi thì bước kế tiếp chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, các bạn sẽ tỉa bớt cái rễ ra ha, cho nó kích, cho nó ra rễ mới, không sao hết, các bạn không chết đâu các bạn. Nuôi lâu lắm mới được vậy, mấy năm trời luôn, 4 năm trời, 5 năm trời. Chơi cây từ nhỏ nó đòi hỏi mình có một cái tính, mình phải kiên nhẫn, các bạn phải kiên nhẫn các bạn mới chơi được. Bạn nào mà nóng tính các bạn chơi không mới được đó. Nóng, nè, chỉ cần như vậy là được rồi các bạn. Đó.
Dán này bạn biết dán gì không? Dán này là dán cái mặt phong, các bạn thấy không? Đưa vô chú bé này để rất là hợp. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ đất vô. Tôi sẽ đổ đất vô. Thì giá thể trồng của nó thì giá trồng mà. Giá thể trồng của nó thì tôi trộn giá thể chung chung. Giá thể của tôi lấy than thô ong mà tôi trộn chung với tôi mua chung với sơ dừa, rồi đất dinh dưỡng rồi tôi cứ trộn như thôi. Theo tỷ lệ là 30-30 à. 30 đất sạch, 30% than thô ong. Rồi 10% sơ dừa, rồi vỏ lúa 10% vỏ lúa, rồi đồng thời chúng ta chọn vô những cái thành phần khác mà cho tôi thích, thế vậy thôi. Là đặt cái vô. Thêm tí nữa. Cái giá thể này các bạn có thể trồng mai được ha. Đa số những cái vườn kinh doanh người ta trồng cây mai á, người ta trộn giá thể bằng sơ dừa với vỏ lúa. Còn mình thì mình có thể, mình nói chung là giá thể nào cũng được, miễn sao mà tươi xốp và thuận tiện ở cái nơi mình địa phương mình sống á, mình kiếm cái nào nó thuận tiện với mình được rồi. Không nhất thiết mình phải bằng mọi giá phải giống thiên hạ. Còn bạn nào mà xịn sò nữa thì mua đất Akadama giờ ký nó chắc hơn mấy ngàn rồi, ký hơn ký gạo rồi các bạn. Đất Akadama là nó là cái dạng đất nung á, đất nung mà nó gọi là, nếu mà nó giống thì nó gần giống như than thô ong của mình á, nhưng mà ở cái đất đó ở bên nước ngoài, khi mà người ta làm chuyên về người ta trồng cây thì người ta cái quy trình công nghiệp của người ta nung nó đúng độ, chứ nó không phải như than thô ong. Cái than thô ong của mình á, có cái thì nó quá lửa, nó trắng phết, nó trắng, nó bị chua. Còn có cái thì nó còn sống ở đó. Than thô ong thì nó như vậy, là do mấy bà nấu rồi, khi thì mấy bà nấu than chưa cháy hết, mấy bà bỏ thì chính giữa than các bạn thấy cái lõi của nó còn đen đó. Còn nhiều khi mấy bà ráng để nó nấu than nó cháy trắng phiếu hết trơn rồi, nó quá lửa luôn. Còn đất Akadama thì người ta đã làm công nghiệp, mà cái ngành công nghiệp của người ta, khi mà người ta làm thì người ta nung đúng độ, đúng bao nhiêu khoảng thời gian đó, thì nó sẽ chuẩn hơn, nói như vậy thôi. Thành ra mà các bạn mà sử dụng mà cái nguồn mà đất nung á, cái đất mà than thô ong á, thì các bạn phải lựa cái viên than ha. Cái viên than nào mà nó vàng đều, các bạn đập ra nó vàng thì ok, nó vàng như đất sét là ok, là nó cháy đều rồi, nó đừng có trắng quá ha. Còn những cái cục than nào mà khi mà các bạn đập ra nó còn cái đen đen á, là cái than đó là nó cháy chưa có hết, thì các bạn nếu mà ít thì sử dụng luôn cũng được, nếu mà nhiều quá thì các bạn bỏ đi những cái đen đen, bỏ đi chứ có gì đâu. Nhưng mà than thô ong mình các bạn lưu ý ha, khi mà các bạn mà đi các bạn bón phân á, các bạn trộn như giá thể các bạn trồng cây than thô ong á, thì các bạn phải ngâm qua nước một đêm, ít nhất là một đêm, để cho nó ra hết những cái chất mặn ở trong cái giá thể đó. Rồi như vậy là xong rồi các bạn, xong rồi. Khi mà các bạn mà thay đất cho cây, thay đất sang chậu cho cây, thì các bạn không cần thiết phải bón phân liền cho nó, bởi vì cái đất đó là mình mới sang chậu thì cái đất đó mà nó khá màu mỡ rồi, nó màu mỡ rồi, thành ra là các bạn để cho cây nó hút cái dưỡng chất ở trong đất đó. Sau 3 tháng thì các bạn tăng cường thêm cái phân hữu cơ vô là vừa, chứ không cần thiết chúng ta phải chọn cái giá thể đó, chọn thêm phân nhiều. Tại vì khi mà chúng ta thay đất đó các bạn thay đất thì cái bộ rễ của cái cây nó yếu rồi, các bạn mà bón phân vô cây nó không hấp thụ được cái vô tình trung, nó làm cho cái đất mình nó bị bẩn đất á, nó dễ phát sinh ra những cái bệnh về tuyến trùng rễ này đó ha, các bạn phải lưu ý chuyện đó. Rồi giờ rồi xin giới thiệu với các bạn thêm nữa, đây là cái cây sam núi, cái dòng sam trái là quá trời, hoàn toàn tự nhiên. Cây này tôi nhân giống từ cách mà tôi dâm cành cây con của nó, các bạn thấy không?
Nè, cái con của nó đây. Mà tôi đang trồng vậy thôi, tôi cũng chưa biết làm kiểu dáng gì. Tôi tạm thời cứ nuôi để vậy đi. Còn giờ hôm nay tôi sẽ tỉa cái nhánh cái cây này. Các bạn biết rồi, cái dòng cây sam á, sam thì nó có những cái thân nó xù xì, và đồng thời cái đặc trưng của cái giống cây này, cái đặc biệt của cây này, các bạn thấy nhánh nè, nó tự động nó đi xuống. Có những cây như mà các bạn chơi cây gần thân á thì cái dáng của nó băng ngang, đa số là 90% là có những cây thì cái dáng nó dương thẳng lên vậy nè, ha, dương thẳng lên, lúc nào cũng dương thẳng lên trời. Còn có dòng một số dòng cây thì nó băng ngang, nó phát triển cái nhánh non ngang. Còn có đặc biệt có cây này thì nó chúi xuống, giống như cây liễu á, nhưng mà cây liễu nó già nó mới rủ xuống, còn cây này nó non nó rủ xuống rồi, bạn thấy không, là nhiều nhánh non nó rủ xuống vậy. Thành ra mình lựa vô cái thế cây á, cái dáng cây á, thì nếu các bạn muốn cho chơi cây nó tự nhiên á thì các bạn lựa theo cái thế cây mà chúng ta cắt giật cho nó phù hợp. Cũng như là cây này tôi sẽ làm cho nó cái dáng như giống như là cái dáng liễu rủ, các bạn liễu rủ ha, hoàn toàn là tự nhiên, không phải đi gây kẽm xuống. Đặc tính của cây nó như vậy mà, đó đó, đó. Liễu rủ ven hồ đó. Đây, mình sẽ cắt giật ha. Đây, lên đây. Chơi cây chúng ta phải có thời gian thư giãn. Còn mấy bạn nào mà bận biểu công việc quá thì chắc các bạn bận biểu công việc thì các bạn cứ chơi cây cũng được, nhưng mà bận biểu công việc thì chúng ta mỗi ngày chịu khó là trước khi đi làm thì mình tưới cây, tưới cây xong rồi ngày cuối tuần ở nhà thì mình xem tỉa tót cây, tỉa cây và phun thuốc vậy đó. Chứ còn tôi thì quỹ thời gian tôi nó nhiều lắm, tôi vừa hưu tôi đâu có làm gì đâu, giờ nằm nhà vậy thôi, nằm nhà ngáp ngáp vậy, chờ theo ông bà thôi, chứ già rồi làm đâu có làm gì các bạn. Giờ già rồi ai cũng có một thời thôi, thì giờ là mình già rồi thì mình ăn phận với tuổi già, không dám ra lăn lộn ra đời nữa, sợ lắm. Các bạn, tôi sẽ tỉa nhánh ha, các bạn thấy không, nó lên cái kiểu rất là tự nhiên ha. Đây là kiểu lên tự nhiên nè, hoàn toàn tự nhiên, đâu có đi dây kẽm đâu, không có đi dây kẽm. Đó, chơi cây này rất là tự nhiên. Đó, cái này coi. Đây là bỏ này đi. Này đi. Mấy anh chị ngủ quá trời luôn. Mấy ngày nay trời mưa nhiều ha. Hôm nay các bạn thấy hôm nay là cuối hôm nay đầu tháng 9 rồi. Vậy mà còn mưa quá trời luôn. Chuẩn bị gió bắc về rồi. Đó các bạn. Đó. Hoàn toàn mấy cái nhánh này nè, nó đưa xuống là tự nhiên ha. Giờ mình nuôi nó, tôi nuôi là cho cái nhánh này ha. Hoàn toàn tự nhiên. Đó đây. Tỉa này ghiền mấy ông. Ngồi mày tỉa hơi cái cắt cái kéo á, nó kêu cắt á. Nghe cái kéo nó kêu á. Nó kêu cái sướng tay, cái tỉa hoài chút cây chùa lũi. Đó, bởi vậy khi mà tỉa cây chúng ta phải chủ động làm chủ lấy mình nha. Đó, các bạn nghe cái tách tách không? Kéo nó kêu tách tách, nó bén lắm, cái dòng kéo, cái tỉa cây nó bén ngót à. Mà cắt đã lắm mà, cắt dưới nó ghiền. Đó, cắt vậy đó. Một chút rồi đó, đưa kéo thôi, vậy thôi. Để hai tôi quơ tới bơi luôn chút, có còn chịu lỗi nhỏ giờ. Các bạn thấy không? Này, đẹp không? Cây này hoàn toàn tự nhiên ha, hoàn toàn rất là tự nhiên luôn. Không biết cái nhánh này. Nhánh hoàn toàn tự nhiên. 2, 4, tứ quý. Trên cái chớp này để người ta cắt không? Chớp này cắt không? Chớp này các bạn thấy thế nào? Cái chớp này nhìn thấy nó vô duyên không? Cắt không? Cắt chớp rồi ta. Thôi cứ gãy đi. Tôi đang suy nghĩ là cái chớp này có nên để hay cắt nè. Suy nghĩ cái chớp này để hay cắt đây nè.
chớp vào đây các. Thôi chơi luôn mấy bạn ha, chơi luôn mấy bạn. Chơi cái chớp này luôn không? Nè, các bạn thấy không? Được không? Chơi chớp này. Chơi luôn. Bỏ chớp. Chơi mày luôn, chơi lớn luôn. Rồi nó tôi cắt hơi tôi ghiền, mấy ông ơi, cắt ghiền mà bỏ này luôn. Rủ cho mày rủ luôn. Rồi các bạn thấy không? Thôi tôi cắt tôi ghiền, thôi tôi xuống tay tôi cắt vô lỗi hết. Rồi. Lại có cái ngọn đây giờ cắt đứt cái ngọn mẹ rồi. Không làm cái ngọn nữa. Không chơi cái ngọn nữa. Giờ nó rủ xuống luôn, nó rủ xuống vậy. Rồi vậy thôi, để thôi tôi ngồi tôi nói chuyện với bạn tôi cắt cửa lỗi cái này giờ thôi, như đây đủ rồi, không cắt nữa. Nó ghiền, tôi nói thiệt á, cái giọng cắt này hơi nó ghiền phải không ơi. Rồi vậy thôi được không, bạn có thấy được không, cũng được đó nha các bạn ha, này cũng được đó chứ. Ê trời ơi, trả về vị trí chỗ cũ đi đó. Rồi, đã xong công việc của tôi buổi sáng hôm nay rồi. Bây giờ tôi phải lời chia tay với các bạn thôi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì cho tôi xin cái like. Nhất tinh thần để ủng hộ người làm clip. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.